Mình rất tin là não bộ có cái khả năng vô hạn. Các cái bậc đi trước ấy, những người tài giỏi, những người mà gọi là để lại những cái tài sản vô giá về mặt trí tuệ cho nhân loại ấy, họ thường hay khuyến khích chúng ta tin rằng não bộ có cái tiềm năng, có cái khả năng vô tận và chúng ta đều giống nhau ở cái điều đó. Quan trọng là mình có biết cách kích hoạt nó lên, kích hoạt những cái vùng não nằm ở sâu kín nhất để cho ra những cái trí tuệ siêu phàm. Chỉ khác nhau vậy. Mình cũng tin vào cái điều đó. Nhưng để kích hoạt được những cái khả năng đó, mình cũng cần phương tiện. Không phải tự nhiên. Ví dụ một người đang rất là bình thường, rất là bình thường, không có cái gì nổi trội, mà đùng một phát họ bảo là họ tin vào cái khả năng phi thường của não bộ và họ trở thành nhà bác học hoặc trở thành một cái vị, một bậc vị nhân nào đó, cho ra một cái sản phẩm có tính đột phá về mặt khoa học chẳng hạn. Chắc chắn cái đó không có, đúng không? Tức là cái não bộ là khả năng phi phàm, nhưng mình cần phương tiện và cần cái khả năng, cần cái sự vận động nó, cần cái sự kích hoạt nó. Thì nếu như mình muốn kích hoạt cái não bộ của mình lên thì mình cần có phương pháp. Thực ra mình đã học nhiều thứ liên quan đến những cái phần năng lượng chìm ở phía trong, hoặc là những cái gọi là cung cấp cái năng lượng thức ăn cho não, cho tâm, để mình kích hoạt cái con người phi phàm của mình lên. Thì với não bộ chẳng hạn, mình cần cung cấp tinh bột rồi vị ngọt để vừa cung cấp năng lượng, vừa cung cấp cái chất giải nhiệt, để cứ lúc nào cái não bộ nó quá nóng ấy, mình cần chất ngọt để giải nhiệt cho não bộ, để đưa cái não bộ trở về cái trạng thái mát mẻ. Trạng thái mát mẻ chính là cái trạng thái căn bản của não bộ, vì lúc đó nó mới sản sinh ra được những cái trí tuệ siêu phàm. Thế thì khi mình cung cấp năng lượng cho não bộ rồi, giống như kiểu một cơ thể mình cung cấp thức ăn rồi, thì bước tiếp theo mình cần phải làm gì? Mình cần phải kích hoạt, tức là mình phải vận động nó đấy, mình phải vận động cái não của mình. Phải vận động bằng cách gì? Đối với não bộ thì các bạn phải suy nghĩ, đúng không? Khi mình tư duy, khi mình suy nghĩ thì mình kích hoạt cái khả năng tư duy của não bộ mình lên. Vậy thì cái tư duy và cái suy nghĩ nó có khác stress không? Khác chứ. Khi mình tư duy, khi mình suy nghĩ là mình đang chú tâm vào một cái vấn đề gì đấy, mình cần khai mở, mình cần có cái lời giải, mình cần có cái đáp án cho cái vấn đề đó. Giống như các cái vị thiền sư ngày xưa hay dạy về thiền chỉ quán, cho ra một cái câu chủ đề, một cái phương án cần giải quyết, và mình tập trung vào đó, tập trung một cách rất là cao độ, một cái sự tập trung huy động hết toàn bộ cái khả năng của não bộ, thì mình sẽ giải quyết được cái vấn đề đó. Vậy thì bây giờ khi mình đã cung cấp đủ cái thức ăn cho não bộ vô rồi, thì mình cũng cần phải tập trung vào một cái vấn đề. Có những cái vấn đề mà mình cần phải suy nghĩ là mình nhớ những cái chặng, những cái vấn đề mà mới, những vấn đề mà chưa bao giờ mình đụng đến, gọi là mới lạ với mình, những vấn đề không hề dễ, không hề dễ nhằn, những vấn đề rất là khó khăn. Mình suy nghĩ đến cái mức mà mình bị rối loạn chuyển hóa luôn. Cái lúc đó mình huy động toàn bộ cái năng lượng của não bộ, mà khi đã huy động toàn bộ cái năng lượng của não bộ rồi thì cả cái cơ thể này nó ưu tiên cái não bộ, nhưng nó quên hết tất cả mọi cái thứ trong cái cơ thể luôn. Thậm chí là mình gần như là không không ăn uống gì mấy, mình gần như là không ngủ mấy, nhưng mà vẫn cứ hoạt động bình thường. Cái lúc đó chỉ tập trung vào một cái điều là suy nghĩ và suy nghĩ về cái vấn đề đấy. Và cái khi đã đủ cái lực ấy, đủ cái năng lượng ấy, thì cái não bộ mình nó khai mở ra cái vấn đề đấy cho mình, và mình có được cái lời giải đáp. Cái đó thì chính là thiền quán, hay còn gọi là thiền vipassana. Mình tập trung quán chiếu, mình tập trung suy nghĩ thật sâu, thật chăm chỉ, thật tinh tấn về một cái vấn đề gì đấy. Liên tục, cần thời gian, cần cái cường độ và trường độ. Thì khi đã đủ lượng rồi, nó sẽ biến đổi chất và mình sẽ có được cái câu đáp án. Chúc các bạn khai mở được những cái khả năng tiềm ẩn, khả năng phi phàm của não bộ nhé.